nông dân ấy họ có một cái sai lầm rất là lớn khi mà quản lý đặc biệt là rầy xanh trong mùa mưa dầm này này mà không quản lý được đó là thấy cái triệu chứng bệnh nặng rồi mới đầu quản lý có nghĩa như thế nào à rầy nó đánh cho quan tít uh, lá vào rồi cháy hết lá rồi bắt đầu mới đi quản lý thì lúc đấy quản lý làm sao được nhiều nông dân là là không biết cái cách quản lý sâu rầy đâu đâu anh đây mà như anh là anh quản lý cái cái cái, cái sâu rầy đặc biệt là rầy xanh cái mùa này rất là tốt đây này đây, lá gần như là không không có bị rầy xanh mà quản lý được theo cái cái quy trình hữu cơ là nó lại càng khó mà cái, cái 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 nông dân ấy họ có một cái sai lầm rất là lớn khi mà quản lý đặc biệt là rầy xanh trong mùa mưa dầm này này mà không quản lý được đó là thấy cái triệu chứng bệnh nặng rồi bắt đầu quản lý có nghĩa là thế nào à rầy nó đánh cho quan tít uh, lá vào rồi cháy hết lá rồi bắt đầu mới đi quản lý thì lúc đấy quản lý làm sao được mật số nó quá cao và lá tổn thương rồi thậm chí là lá nó nó dụng tơi tả rồi không mới phun là, là, chết mẹ rồi lúc đấy là là, là, là tơi tả rồi quản lý nó không hiệu quả nữa và lúc đấy có sử dụng kể cả thuốc học mạnh đến mấy cũng không quản lý được thì cái nguyên tắc quản lý đầy xanh nha đây này này ví dụ cái cơi lá nó dài này nó đuôi tôm này đấy thậm chí là trước Nhưng đây tầm vài ngày này là các anh đã phải phun rồi đấy và các anh phun cái nút tầm như này là các anh cứ phun cho em khoảng ba ngày năm ngày một lần cây nào yếu thì ba ngày một lần hoặc mật số nhiều thì ba ngày một lần mà mật số ít thì khoảng năm ngày một lần để làm sao nó tránh nó đẻ trứng vào đây này nó đẻ trứng vào đây và bắt đầu nó hình thành cái con non ấy. bắt đầu nó trích từ ngay từ cái lá kiếm như này rồi đấy và lúc này nếu mà anh quản lý được từ lúc này có nghĩa là các anh đã thắng đấy tại vì cái rầy xanh ấy là mình phòng chứ mình đừng để thấy nó là mình mới đánh là chết rầy xanh và nhận đỏ là phòng chứ không được là thấy cái con đấy là mới, mới, mới chơi là chết đấy và khi mà lá nó đã ra ra nó mở hết ra rồi này nó lụa rồi này Và bắt đầu là nó cứng lá này có nghĩa là không phải cứng hẳn lá mà là ý là cái xe lô trong lá này nó đã đã, đã, đã đã, nhiều hơn nó già hơn rồi thì lúc đấy con rầy nó không đánh vào những cái lá như này mấy ở đâu mà nó sẽ đánh từ những cái lá búp búp mà nó non như vừa em vừa nói đấy cái lúc đấy là cái lúc mà các anh phải phân phải phải giải quyết được ấy phải phòng được nó từ cái lúc đấy thì các anh mới thắng nên là cái cơ lá này này đấy anh anh sử dụng theo hữu cơ là mà anh 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 biết cái cách cái phòng tránh nên nó rất là ổn và nữa nha nói gì thì nói là cái cây ấy, nó phải tốt nó phải khỏe nội sinh nó phải cao đất nó phải có ph trung tính thì các anh quản lý dày nó mới hiệu quả được chứ còn nha, cái cây nó mà yếu ấy, thì các anh quản lý kiểu gì nó cũng đánh thậm chí nha hóa học mạnh cỡ nào nó vẫn đánh tươi tả mà dùng hóa học nó có một cái như thế này này đấy là nó bị lờn thuốc bên hóa học nha người ta phải trộn khoảng tầm hai ba bốn loại hoạt chất ở với nhau người ta đánh một lúc và người ta phải đổi thuốc liên tục à cơ đá này ông đánh loại thuốc này cơ đá sau ông phải đánh loại thuốc khác nó loạn hết cả lên và về sau nó nhờn thuốc nha là là nó cứ như một cái đường song song nó chả bao giờ mình quản lý được sâu đầy còn đây anh thấy không mặc dù hữu cơ nha nhưng anh quản lý sâu đầy rất là mượt mà đấy ông nào bảo là hữu cơ không quản lý được sâu này đúng không anh đang xài của của tiên thiên một trăm phần trăm mà đấy mà mặc dù đất của anh ấy là đất nó xấu chứ nó không phải tốt đâu đất là đất xét rất là nhiều này đã hoa là tẻ mà xét nhiều mà quản lý được cái cơ lá như này là rất là ổn đó đấy thế cái nên là các anh phải nhớ cái nguyên tắc quản lý sâu dày giúp em với nha đấy là à quản lý dày là phải quản lý từ lúc lá non lá nó búp, búp 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 ấy chứ đừng để nó thấy rồi mới quản lý là nó rất là mệt nha